giống 5451 nha. Đây thì cân được 6.200 một ký nha các bạn. Này bị mấy cơn bão quá, lúa này nền đất nó hơi ẩm nha các bạn. Hai máy mới thả vạt đầu tiên luôn nè, chưa giáp dòng nữa. Các bạn trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì gặp hai chiếc 70 Plus các bạn ơi. Tại đang thu hoạch giống lúa 5451 các bạn. Hai máy DC70 Plus hôm nay thì thu hoạch 17 công lúa giống 5451 nha. Đây thì cân được 6.200 một ký nha các bạn. Này bị mấy cơn bão quá, lúa này nền đất nó hơi ẩm nha các bạn. Hai máy mới thả vạt đầu tiên luôn nè, chưa giáp dòng nữa. Anh chủ ruộng này hiện tại thì hôm nay được biết thì 30 công mà 105 mít đã thu hoạch 13 công riêng các bạn. Hai máy này thu hoạch 17 công. Hai trời chuyển mưa liên tục các bạn ơi. Máy 70 lại tiếp tục ra nha các bạn. Một chiếc thì đang xử lý cọc cái đường mương giữa. Đường mương giữa thì nó thường nó hay có mấy nước ẩm ẩm, nó hơi lúng, chạy nó hơi chậm xíu nha. Nha, máy kéo cũng ra ngoài này đậu đợi nha các bạn. Rồi, mình thấy bên kia có một chiếc máy DC105X chạy cặp bên luôn nha các bạn. Đó là đồng này, gỗ đồng nha.
một len ra một len nữa thì xong nửa bên của cái miếng ruộng này nha. Hai lớp đều gan luôn các bạn ơi. Hiện tại mình thấy chiếc DC-70 Plus phía trong bị lúng rồi các bạn ơi, bị lầy rồi nè. Nó đang đậu nè các bạn. Để đợi máy kéo rồi kéo nè. Nên bị lúng cặp cái đường mương nè. Kéo này hiện tại thì đang đợi mấy anh máy cắt mở cái đường cắt chạy vòng qua bên kia kéo lúa mới được các bạn ơi. Đó, chỗ anh này đang đứng là chạy thẳng qua phía bên kia cắt vòng qua đó nha. Máy 70 Plus ném mắt lầy nhưng mà lý do là quá xa nên hình ảnh nó hơi mờ, mình không có quay cho các bạn xem cái cảnh kéo lên nha. Giờ máy đã lên này, các bạn đang chạy ra nè. Chiếc 70 đã thu hoạch gần 8 công đất phía bên đây các bạn. Hai bên 17 công nha.
miếng ruộng luôn các bạn. Biết thì hai chiếc máy này ở một chiếc phía trước thì ở Gò Quao, phía sau thì ở xã Ngọc Hòa. Hiện tại thì đang lên đồng Tân Hiệp Kiên Giang cắt lúa các bạn. Hai máy ở dưới thì đồng nó nhỏ không lên đây gặp đất lô các bạn ơi, đất rất là rộng. Quá vậy. Giờ máy này giờ sẽ mở đường cho máy kéo qua nha các bạn. Mở đường để máy kéo kéo lúa vô nha. Bây giờ máy kéo bị kẹt cho thầy. Chiếc DC-70 đang kiếm đường qua các bạn ơi, DC-70 đang cắt cái đường qua cho rộng thêm nha.